Xin chào, con rất vui vì mình là người đầu tiên chia sẻ mở màn cho video comeback của kênh TikTok DailyWay Việt Nam. Hôm nay chủ đề của mình là gì vậy DailyWay ơi? Chắc là sẽ có rất nhiều bạn ở đây, dù đã uống vang hay chưa, cũng đã từng ít nhất có một lần có thắc mắc như vậy đúng không? Ok, để mà cho ngắn gọn cũng như là thử thách chính bản thân Vân hơn thì mình sẽ nhờ ekip bấm đồng hồ giúp mình trong 60 giây, mình sẽ cùng chia sẻ về chủ đề này nhé. Đầu tiên mình sẽ kể đến vấn đề thời tiết. Thì việc hái nho thường được diễn ra vào ban đêm hoặc là vào sáng sớm khi mặt trời chưa mọc. Bởi vì khi mặt trời mọc thì ánh nắng sẽ thiêu đốt trái nho, làm cho vang khi uống sẽ có vị gắt, không có ngon. Bên cạnh đó, cái việc mà thuê chi phí nhân công nè, rồi tiền đèn đuốc chiếu sáng cũng sẽ tăng cao gấp 1.5 cho đến 2 lần so với ngày thường. Mình còn chưa kể đến những khi mà khí hậu mà băng giá thì người ta còn phải là đốt lửa xuyên suốt đêm để mà sưởi ấm cây nho. Thậm chí họ còn thuê cả những cái chiếc trực thăng bay lượn ở trên vườn nho để mà xua tan cái không khí băng giá nữa đó. Thứ hai đó là về khổ nhưỡng. Thường thì các nhà sản xuất sẽ phải bỏ một số tiền rất lớn để mua hoặc là thuê những cái vùng đất có điều kiện địa chất thích hợp. Mình lấy ví dụ nha, 1 hecta ruộng nho ở khu vực Chamartin, Bourgogne, Pháp sẽ có giá đắt gấp trăm lần so với 1 hecta ruộng nho chỉ cách đó vài km và không thuộc trong khu vực này. Vậy nên vị trí càng hiếm thì giá thành sẽ lại càng đắt.